chứ bà già. Máy hút bụi đệm ma bán chạy top 1 TikTok shop thì không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Mà phải có cái gì đó thì người ta mới mua nhiều đến như vậy đúng không? Để tôi kiểm chứng cho mọi người cùng xem nha. Bây giờ tôi sẽ hút đấm tháp nhỏ cho mọi người xem nha. Ghê chưa? Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Bây giờ tôi sẽ thử qua cái tấm tháp bự cho mọi người xem cái lực hút của em nó luôn nha. Ghê chưa? Quá đỉnh. Bây giờ tôi sẽ quấn băng keo hai cánh nó lại, tôi sẽ hút cho mọi người xem nha. Giữ dành chưa? Tôi sẽ thử tới ba cái đồ hút cho mọi người xem nha. Đây là đồ hút khe nha mấy anh chị ơi. Bây giờ mình sẽ thay vào mình cho em là một cái đồ hút bàn chải. Một cái đầu hút sen. Khoái rồi đúng không? Chạy nước miếng nhớ ấn vào một livestream để săn ngay em này về cho ngôi nhà của mình nhé.